Ho quá trời luôn. Hello, hello, hello Hoàng Nhân nhá. Xin chào Hoàng Nhân, xin chào Huỳnh Chí Thắng, xin chào Vũ Nguyễn Hoàng, chào Lê Anh Quyền nhá. Hello, xin mời mọi người cùng lên đi nào. Hôm nay Lê Kim Thành sẽ làm một công việc hết sức là tuyệt vời. Đấy, lên cho mọi người cùng ngắm hoa, mọi người vào tham gia ủng hộ và chia sẻ giúp Lê Kim Thành nào. Hello mọi người. Xin mời cả nhà cùng lên nhá. Cùng lên tỉa hoa và ngắm hoa cùng Lê Kim Thành nhá. Lên tỉa hoa và ngắm hoa. Xin chào Hoàng Nhân, chúc anh một chúc anh và đại gia đình Yolan có buổi trưa an lành vui vẻ. Xin chào 9 người đang xem, xin chào Lan Hoa. Chào Giang Mạnh Linh. Chào cả nhà nhá. Xin chào mọi người nhá. Mọi người lên chưa? Mọi người lên chưa? Xin mời cả nhà cùng lên nhá, cùng lên ngắm hoa nào. Hôm nay Lê Kim Thành sẽ hy sinh một buổi trưa, một buổi sáng để đứng cho anh em cùng ngắm hoa. Ok, mọi người cùng lên đi nào. Mọi người lên chia sẻ đi nào, mọi người lên chia sẻ và tương tác giúp Lê Kim Thành nhá. Hello, 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 hello. Xin chào Nguyễn Thanh Đạt, hello, uống trà ngắm hoa tuyệt vời. Xin chào Nguyễn Minh nha, chào 8 người đang xem. Chào mừng mọi người đang đến với vườn lan Lê Kim Thành. Rồi, xin mời mọi người cùng thường lãm. Xin mời mọi người cùng thường lãm các mặt hoa nở tại vườn trong buổi sáng ngày hôm nay. Rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều cây đang nở mọi người ạ. Rất là nhiều cây đang nở và không thể cưỡng lại được cái sức hút của vẻ đẹp hoa lan. Xin chào mọi người nha. Dạo này thì cái fanpage vua lan của em sau một thời gian em ngưng livestream ở trên đây
Sau một thời gian ngừng live stream ở trên kênh Vua Lan thì cái tương tác nó ít lại đấy. Rất là mong mọi người cùng lên tương tác cùng cùng nhà vườn để lan tỏa và chia sẻ những cái vẻ đẹp của hoa lan. Em chào anh Ngọc Võ, chào anh trai Ngọc Võ nha. Hello anh trai Ngọc Võ. Em chúc anh giàu một buổi sáng chủ nhật, thứ bảy, một buổi sáng thật là rực rỡ nha. Rất là tiếc em không có Long Khánh để mà live stream. Đấy, chỉ có mấy mặt bông này thôi. Đây là một xin chào mọi người nha. Mọi người ơi xin lên cho Thành xin một nút chia sẻ đi ạ. Lên cho một lượt chia sẻ đi ạ. Cho một lượt chia sẻ và like fanpage giúp Thành nha, để chúng ta gần gũi nhau hơn nha. Xin chào Long Nguyễn, chào tất cả mọi người. Đây, xin mời mọi người cùng ngắm hồng mỹ nhân. Hồng mỹ nhân rất là phê. Ôi sao tụt rồi. Hồng mỹ nhân quá là phê luôn mọi người. Em không hiểu sao là có rất là nhiều anh em vào chấm luôn. Mọi người đang xem live chấm cho em một phát nào. Hello Trung Nguyễn nha. Chào Nguyễn Định. Chào Trung Nguyễn, chào Long Nguyễn. Mọi người đang xem live thì chấm giúp Thành một phát nào, để Thành biết là mọi người đang xem live. Rất là nhiều người đang xem live mà mình chỉ thấy là 7 người là sao ta. Xin mời mọi người cùng lên và ngắm những tác phẩm hoa. Đấy, nở tại vườn, mọi người thấy không? Nguyên cả bàn. Đây có phu quý này. Phu quý một mắt. Đây. Đây là chậu tác phẩm 5 cây trắng Phú Thọ. Đây là chậu tác phẩm 5 cây trắng Phú Thọ nha mọi người nhé. Phú Thọ thì phải nói là một cái gọi là cây năm cây trắng ông tổ, đúng không ạ? Cây năm cây trắng ông tổ. Và mặt bông của nó là trường tồn biết bao nhiêu là năm tháng nay. Nó xuất hiện từ năm 1972 mọi người nhé. Nó có rất là lâu đời rồi, từ năm 1972 đến bây giờ rồi. Đấy. Và nó được giao dịch từ năm 1972 đến bây giờ. Và qua bao nhiêu thăng trầm của ngành hoa lan. Đấy, qua bao nhiêu thăng trầm của ngành hoa lan thì đến ngày hôm nay mọi người, tất cả những anh chị em yêu lan trên toàn Việt Nam, đúng không ạ? Những người đang chưa được sở hữu những mặt bông, ví dụ như những mặt bông được gọi là hàng va, thì bây giờ thì mọi người đã có cơ hội sở hữu được những mặt bông với giá tiền rất là mềm, đúng không ạ? Vừa túi tiền, học sinh và sinh viên đều có thể là ok được nha. Học sinh và sinh viên đều có thể siêu tầm mặt bông được. Ok. Đấy mọi người thấy không ạ? Một cái cây như thế này trị giá 250 triệu. Một cái cây như thế này trị giá 250 triệu nhưng mà mình sẽ quyết định ngắm hoa. Đúng không ạ? Quyết định ngắm hoa và ngửi mùi thơm của hoa lan. Đấy. Ngửi mùi thơm của hoa lan và tiếp tục làm kinh tế bằng những mầm gốc như thế này. Đây. Cho mọi người cùng thưởng thức những tác phẩm hoa lan rất là đẹp. Đây. 5 cây trắng Phú Thọ. Cả nhà nhé. Xin chào Hoa Lan Minh Khôi, chào Cao Minh Tân. Ok mọi người nhé. Mặc dù không có
chưa có game nhưng mà mọi người cũng vào chia sẻ giúp cho Lê Kim Thành một phát để lan tỏa những cái vẻ đẹp của hoa lan nhá. Đây là những tác phẩm do chính bàn tay Lê Kim Thành làm nên. Đấy, những cái tác phẩm hoa lan rất là tuyệt vời. Đây là một bông 5 cây trắng Phú Thọ mài đỉnh. Dạ ok ok bác Hoa Lan Minh Khôi nha. Thanh Duy chia sẻ cho chú đi. Thanh Duy ơi, Hậu Lê đâu ạ? Hậu Lê chia sẻ đi nào. Chừng nào lên chia sẻ lên 100 chia sẻ lên 99 mắt mình sẽ chơi game nha. Chia sẻ lên 99 mắt mình sẽ chơi game. Ok, xin chào Euro và đô la nha. Chào em trai nha. Ok cả nhà, chia sẻ giúp Lê Kim Thành nha. Xin chào cả nhà, xin chào 16 người đang xem. Cả nhà xem live giúp Thành chia sẻ rực rỡ lên trang cá nhân cũng như là lên nhiều hội nhóm để giúp lan tỏa cái livestream của Lê Kim Thành nha. Lê Kim Thành hứa nha, hôm nay chỉ cần lên 99 mắt thôi, buổi sáng lên 99 mắt chơi game luôn. Tặng cây VIP luôn. Phú Thọ lúc nào cánh vai cũng không bị nhăn cánh. Xin chào Thành Trung, chào Vũ Kim Anh. Chào tất cả mọi người đang xem live. Đấy, mọi người xem live và tiện tay chia sẻ giúp cho Lê Kim Thành một phát để chúng ta được cùng chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của hoa lan 5 cây trắng Phú Thọ. Rồi. Năm cái này là hồng mỹ nhân. Ok, xin chào. Đây. Hồng mỹ nhân. Chưa có nắng nhưng mà nó cũng rất là phê nhá. Rất nhiều bông VIP nở lại cánh vai. Nhân bảo do yếu nhưng em chơi hoa em khẳng định không bao giờ phẳng được. Tức là phẳng. Chào Nguyễn Chiến nha, chào Lam Điệp. Hồng mỹ nhân đẹp quá. Hồng mỹ nhân rất là phê mọi người ạ. Nó không có nắng, nó chưa có nắng thôi nhưng mà rất là phê. Chào em trai Nguyễn Chiến nha. Chia sẻ giúp cho anh Lê Kim Thành đi Chiến ơi. Anh đang không hiểu tại sao mà rất là nhiều người xem nhưng mà số mắt hiện lên nó chỉ có 8 đến 10 mắt. Anh không hiểu là Facebook nó tương tác hay là nó bóp kiểu gì. Đấy. Hay là gọi mọi người ghét mình hay như thế nào chứ. Đấy, 5 cây trắng Phú Thọ mọi người. Mũi trắng tinh. Đấy. Đây. Mũi trắng tinh luôn. Xin chào Hậu Lê nha. Chào Nguyễn Chiến, chào Duy Nguyễn Đình Hồ nha. Mùi thơm lắm cả nhà. Mọi người không biết có ngửi được mùi không? Cả nhà không biết có ngửi được mùi hoa 5 cây trắng Phú Thọ hay không? Mỹ nhân hay không? Đây. Phú Quý. Phú Quý mắt lỗi. Không biết có quan hệ gì không mà nó bóp tương tác. Anh buồn ghê. Đấy. Hoa đẹp như thế này mà đi bóp tương tác của người nông dân thì chết. Đấy, cả nhà thấy khổ không? Rất là nhiều anh chị em đang vào xem live ở kênh cá nhân, kênh fanpage. Mình live ở kênh fanpage nhé mọi người nhé. Rất là nhiều người vào xem live mà mình chỉ thấy là chưa tới 20 người. Mọi người giúp Thành lên đến 99 người đi xem nào. Đấy, đố mọi người giúp Thành lên đến 99 người xem sao này. Chứ còn like mà ít người như thế này thì buồn quá. Đấy, bình thường cách đây 1-2 tháng em like nó phải 300-400 người. 300-400 người xem. Đấy. Đây là Phú Thọ lá lỗi nha mọi người nhé. Đấy, Phú Thọ lỗi. Đấy, trên một cành hoa
trên một cành hoa là có những cây lỗi này, do mình kích nhiều quá nó lỗi đấy, nhưng mà nó rất là phê, đúng là nhiều hoa lắm đây nhá. Chậu này là phun hoa nó gồm mấy chục cái hoa mình để tự nhiên hết đấy, để tự nhiên tức là mình không dưỡng hoa đấy, không dưỡng hoa gì hết. Hello bạn Vườn Lan Thiện An, hello bạn Diệp Vườn Lan Thiện An, chia sẻ giúp cho Lê Kim Thành đi bạn ơi. Ok, xin chào Hoàng Ngọc Lan, xin chào Hoàng Ngọc Lan, xin chào mọi người đang xem live. Chú quay chậu hồng nguyên thủy của cháu cho cháu xem với, bây giờ ngắm hoa thôi. Đề nghị cháu tới vườn xem cây nhá. Đề nghị cháu tới vườn xem cây nhá. Alo bạn ơi. Alo bạn ơi. Đang chờ xe, đang chờ rửa xe xong mới xuống được. Nó đang bị nó đang bị cùi bắp. Đâu, chờ tí xe sắp về rồi nha. Tớ xuống giờ. Anh em có mặt chưa? Đủ. Đang chờ xe anh ơi, anh vào Facebook anh chia sẻ cho em cái đi nào. Nam mẹ ngồi im. Livestream được có 18 người đang xem, lên chia sẻ một cái đi rồi xuống ngay nha. Đấy mọi người thấy không ạ? Mình đang quay livestream cho mọi người xem mà anh em là hú đi xuống để ăn nhậu các kiểu rồi. Mọi người hãy vào chia sẻ giúp mình đi, mình cho mọi người xem. Lát nữa rồi mình sẽ xuống live nhá. Hồng Mỹ Nhân nè, Phú Thọ nè. Đấy, lên 1k rồi. lên 1k thật là tặng Bảo Duy luôn chứ. Anh em mà lên 1k thật là tặng Bảo Duy luôn chứ. Nhưng mà lên 1k giả là không ăn thua nhá mọi người nhá. Xin chào Nam Nguyễn. Ok, nhanh đi. Đợi, xe đang về bạn ơi. Xe đang về. Đấy, mọi người thấy không ạ? Ok, Nam Nguyễn chia sẻ giúp Lê Kim Thành nào, lên 20 rồi, chừng nào lên 99 là đi nè. Đấy, đây là một mặt bông mới nè. Mặt bông này, mặt bông này là được gọi là tên là mặt bông người đẹp cố đô này. Mũi trắng luôn. Mũi trắng tinh. Rồi, xin chào 27 người đang xem. Cảm ơn, xin chào mọi người, 26 người đang xem rồi. Để hôm nay mình coi buổi sáng xem là cái ông Facebook nó còn bóp tương tác của mình không. Nếu mà bóp là mình kiện ngay. Mọi người nhá, hôm nay mà Facebook nó bóp mình mà không cho mình lên trên 100 là mình kiện ngay. Kiện ông Facebook ngay. Mình đã cống hiến biết bao nhiêu là công sức, tiền của cho ông Facebook rồi mà ông Facebook bóp tương tác của mình nữa là mình kiện ngay mọi người nhá. Xin chào mọi người nhé, xin chào cả nhà nhé. Bông này là bông phê nhất này. Xin chào Đoàn Linh. Mọi người kéo lên đi ạ. Chào Minh Tuấn nhá. Kéo lên đi nào. Rực rỡ như thế này. Nguyên một vườn. Đấy, các bạn có thể sưu tầm nguyên một vườn cây về để ngắm hoa, để thể hiện những cái đam mê của mình nhá. Bông này cũng rất là đẹp. Nguyên một chậu đẳng cấp như thế này có một bông rất là phê luôn. Mũi trắng tinh. Xin chào Nguyễn Thái Thành Đạt nhá. Chào 24 người đang xem. Đấy, toàn bộ đây là những tác phẩm nở ngày hôm nay. Ngày mai sẽ nở tiếp. Ngày mai dự định sẽ nở khoảng độ là mấy chục giò nữa. Tha hồ cho mọi người ngắm này. Bông hồng mỹ nhân rất là cute và rất là đẹp. Rất là tuyệt vời.
Em vừa mới tới Lạc Hồng. Ok em trai, lo thi đi nhá. Thi đi rồi có gì tối ăn cơm nhá. Nhà anh cách Lạc Hồng tầm khoảng độ từ Lạc Hồng, từ nhà anh qua Lạc Hồng thì cũng bằng từ Lạc Hồng qua nhà anh thôi nhá, gần thôi, một cây số. Ghi này. Rồi. Rồi, mình rất là cảm ơn tất cả mọi người đã kéo mình lên tới 220 mấy người đang xem nha. Đấy. Phải nói là tương tác cực kỳ tốt mọi người nha. Phải nói là tương tác cực kỳ tốt. Đấy, do chiến tranh vùng vịnh Ukraine và Nga và rất là nhiều những sự kiện, đúng không ạ? Những sự kiện về xã hội, về kinh tế chính trị, về những người nổi tiếng tại Việt Nam làm cho tương tác của Lê Kim Thành nó bóp lại. Rất là buồn cho mọi người nhá. Ok, Nguyễn Thái Thành Đạt nha. Hello em. Đang thi à em ơi? Xin chào hai, vẫn 201 người đang xem. Mọi người hãy kéo lên. Chừng nào lên đến 1k người đang xem thật thì Lê Kim Thành sẽ tặng Bảo Duy nhá. Ok, 200 người đang xem. Cảm ơn mọi người. Rồi. Mọi người mỗi một người chia sẻ một phát lên trang cá nhân nào. Em chưa, anh trai mới tới thôi, mai mới thi ạ. Ok em. Chiều nay anh mời cơm hai bố con nhá. Có bạch tuyết nở không bác? Hôm nay bạch tuyết chưa nở nha, chuẩn bị nở thôi. Hôm nay chỉ có mỹ nhân này. Đây. 5 cây trắng Phú Thọ, bao phê luôn. Bông hoa to bằng bàn tay luôn. Chào em trai Vũ Phan nha, chào Nguyễn Khánh. Một khay như thế này là được 12 chậu nha mọi người nha. Một khay như thế này được 12 chậu nha. Đấy, thời buổi kinh tế thị trường khó khăn mà Ochita này. Ochita vẫn 600.000 một bao này. Đấy. Một cái chậu này trị giá là 1.000 cộng với một cái khay này 12.000 là tổng cộng là cứ 2.000 một chậu nha mọi người nha. 2.000 một chậu, rẻ hơn chậu đất là 5-6.000 nha mọi người nha. Xin chào Hoàng Hưng, chào Hoàng Thịnh Nguyễn Lê, sáng nay gửi quà game, chia sẻ dùng. À anh, Hoàng Thịnh Nguyễn Lê, mình nhân viên là gửi rồi nha bạn nha. Đấy. Cái này đi giao dịch, giao hàng rất là tiện nha mọi người nha. Ví dụ như 10 kg này. Đấy, 10 kg như thế này bưng bê đi rất là tiện lợi. Đóng hàng thì nó cũng rất là tiện lợi luôn. Ok em trai, bây giờ anh có công việc anh phải đi xuống Phước Tân. Đến chiều anh em mình gặp nhau nhá. Chiều anh em mình gặp nhau, tối anh em mình lên nhá. Nguyễn Thái Thành Đạt nhá. Tối nay anh em mình song ca hợp bích nhá. Đây là bạch tuyết nha mọi người. Đây, Phú Quý chuẩn bị nở này. Cây mỹ nhân đang hoa giá sao anh? Cây mỹ nhân đang hoa mình chưa bán bạn ơi.
Mỹ nhân đang hoa chưa bán, mình đang ít giống cho nên mình không có bán. Đây ví dụ như mỹ nhân này. Đây là mỹ nhân đang nụ nha mọi người nhá. Cây mỹ nhân này đang nụ này. Cây mỹ nhân này đang nụ và nó mỹ nhân này đang nụ và hiện tại bây giờ thì đấy. Cây này thì nở hoa 3 lần rồi tại vườn lan của mình rồi. Đây là có 1 kỳ nhá mọi người nhá. Đây. Cái này là có 1 kỳ nhá mọi người nhá, 1 kỳ một mầm gốc này, một mầm gốc đang nhú này. Một mầm gốc này rất là phê này. Đấy, 1 kỳ này thôi. Ok, kỳ hồng mỹ nhân này là mọi người có lấy thì Lê Kim Thành để cho 5 triệu. 5 triệu một kỳ hồng mỹ nhân này nhá. 5 triệu cây hồng mỹ nhân. Đấy, da rẻ là lấy. Lên bao nhiêu sen thì lấy thôi, cứ thoải mái nhá. Ok cả nhà nhá. Đấy, mặc dù là tương tác tại fanpage nó rất là hơi bị yếu, nhưng mà Lê Kim Thành sẽ kiên trì livestream ở trên đây để làm sao đó là chúng ta sẽ từ thấp lên cao, từ nhỏ tới lớn. Đúng không ạ? Không có nản chí. Sẵn sàng đốt thuyền luôn, chơi luôn. Đấy, mọi người ủng hộ là một điều hết sức tuyệt vời. Đây, mỹ nhân đây mọi người nhá. Mỹ nhân đây. Đang dồn cho lên hoa hết. Đang dồn cho lên hoa hết. Sau đó mình sẽ cắt xuống nha. Đấy. Mọi người xem lại cái bông hồng mỹ nhân này. Có Vũ Phan ơi. Cái hồng mỹ nhân hồi này đấy Vũ Phan ơi. Đây hồng mỹ nhân đây Vũ Phan. Cái này đang... cái này hoa quá nụ luôn. Cái này là nở hoa 3-4 lần rồi. Đấy và đang có một cái kỳ ở trên thân. Đang có một cái kỳ ở trên thân và đang phi ngọn luôn. Đang phi ngọn luôn, rất là đẹp luôn. Ok, chào Hưng Nguyễn nha. Hello, chào em trai Hưng Nguyễn. Dạo này không do Facebook nó dở trứng đấy anh. Ok em ạ, Facebook nó rất là dở trứng. Nhưng mà thôi cũng cảm ơn Facebook. Vì Facebook mà chúng ta có thể gặp nhau tương tác như thế này được. Đó ạ, kỳ hồng mỹ nhân này, Minh Châu cơ mà, Vũ Phan, Minh Châu có luôn Vũ Phan ơi. Có một cây Minh Châu luôn Vũ Phan nhá. Nhà có cây duy nhất tính làm giống, Vũ Phan thích thì múc luôn. Em ơi. Mười lăm sen Vũ Phan nhá. Minh Châu đây. Ok, có một kỳ duy nhất 15 sen. 15 sen thì anh để cho em là 15 triệu. 15 sen thì anh để cho em, riêng em anh để 15 triệu nha. Cây này vài năm về trước, à cây này một năm về trước là nó là 500. Đấy. Nhưng mà bây giờ thì nó rất là dễ mua, và đặc biệt là mua được cái hàng chuẩn mà giá nó ối rồi ôi như thế này là rất là tuyệt vời. Riêng Vũ Phan thì inbox cho anh sẽ để cho Vũ Phan là 15 chai nhá. Đây là Phú Quý chuẩn bị nở hoa nhá mọi người nhá. Đây Bảo Duy này mọi người này. Bảo Duy hôm nay lên rất là phê rồi. Xin chào Nguyễn Tú nhá. Bảo Duy hôm nay lên rất là phê rồi. Đấy. Không biết là cái này đang lên hoa hay là đang mở lá đi tiếp. Cao nhân có kinh nghiệm chỉ giáo giùm em xem là cái này là đang hoa mở lá hay là hoa hay là lá mở lá đi tiếp ạ. Ô sờ kê mọi người nhá. Đây, 5 cánh bắn trắng Bảo Duy này. Mọi người bảo làm kỳ nó khó nhưng mà mình vẫn làm cho nó phụt ra một cái kỳ như thế này. Rất là tuyệt vời. Đây, Bảo Duy nhé mọi người nhé. Bảo Duy luôn, 30 cm rồi. Đây, mình không biết là hoa hay là kỳ luôn đấy.
không biết là hoa hay là kỳ, mọi người đố mọi người là hoa hay là kỳ ấy. Đoán đúng là có quà luôn. Đây, người đẹp không tên. Xin chào Nguyễn Đạt nha, xin chào Phát Đạt nha. Hello em trai. Cho Phát Đạt xem cây Bảo Duy này. Đấy, Bảo Duy nhỏ Kibro đầu ngọn. Nó lên rất là phê, đợi ra rẻ là trồng thôi. Hy vọng là cuối năm sẽ có 1-2 mét Bảo Duy tại vườn. Mình rất là mong cái đầu ngọn là... Rất là mong cái đầu ngọn sẽ là cái bông hoa để được ngắm nha mọi người nha. Đấy. Cái này thì bây giờ nó thắt là quá đẹp luôn. Xin chào bác Phong Hoàng nha, chào Phát Đạt. Hoa bói anh ơi, ok, lão Phật gia nha, xin chào Dũng. Xin chào Dũng Dương Dũng nha. Xin chào 23 người đang xem. Facebook bóp tương tác. Mọi người cố gắng. Hoa bác ơi, xin chào Sinh Sập Bàn nha, xin chào Nguyễn Tú. Ok mọi người nha, mọi người giúp chia sẻ lên trang cá nhân và nhiều hội nhóm nha. Là hoa rồi bác, ok, nếu mà hoa thì là quá tuyệt vời nha. Mình rất là thích hoa nha cả nhà nha. Đấy, cái này là nó lên tự nhiên thôi, không có dùng bất cứ một cái gì luôn. Đấy, nó nhiều dưỡng chất là nó lên thôi. Mọi người thấy không ạ? Bảo Duy, lên đầu ngọn luôn. Đấy, xin chào 28 người đang xem nha. Đây cũng là Bảo Duy nha mọi người nha. Đây là Bảo Duy cắt từ cái cây này ra nè mọi người nè. Cái này cũng đang lên nè. Ok cả nhà nha, Bạch Tuyết. Đi đi. Sẽ đi đi. Bỏ nó đi. Rửa tay đi rồi đi. Đây là sen đá nha mọi người nha. Mới kiếm được em nhân viên về làm sen đá mà. Hả? Đi. Em đi xe mà đúng không? Đi đi về đi. Ok, đây là phòng ươm ki cho mọi người nhá. Đây mọi người nè, chia sẻ cho mọi người về cái phòng ươm ki nhá. Ki Bảo Duy đó, nếu mà anh em mua thì mình để giá 200. Nếu mà hoa thì càng tốt. Đây mình có khoảng độ 50 mắt Bảo Duy. 50 mắt Bảo Duy và hơn 100 mắt Bạch Tuyết ở đây. Hơn 100 mắt Bạch Tuyết đã nhú rồi nhé. Đấy. Mọi người xem cái quy trình, cái cách ươm ki của bên mình này. Đấy mọi người thấy không ạ? Nhìn rất là phê không? Đấy. Cái này gọi là đam mê đó mọi người. Chơi mà không cần biết là giá cả như thế nào nhé. Đấy. Khá nhiều. Mặc dù là em đu đỉnh khá nhiều. Đấy. Tuy nhiên là mình không thể cưỡng lại được cái niềm đam mê của mình. Bây giờ thì có nhiều người người ta bỏ đi. Đúng không ạ? Tầm này là có rất là nhiều người người ta bỏ đi, người ta hướng tới một cái chân trời mới. Đúng không ạ? Hướng tới một cái chân trời mới để kiếm cái thu nhập và kiếm cái nguồn thu nhập khác để họ trang trải cuộc sống. Tuy nhiên cá nhân Lê Kim Thành thì chưa thể dứt được, không bao giờ dứt được cái này, vì mình rất là mê, đúng không ạ? Bước đầu vào chỉ để xác định, gọi là làm để kiếm tiền, làm kinh tế thôi mọi người ạ. Bước đầu làm chỉ để kiếm tiền và làm kinh tế thôi. Đấy, làm kinh tế, làm kiếm tiền thôi. Nhưng mà khi mà vào đặt cái tình cảm của nó vào cây lan, đúng không ạ? Đặt cái tâm vào cây lan, đặt tình cảm vào cây lan thì nó bị cuốn hút. Nó bị cuốn hút bởi cái thú vui. Cái thú vui nó giống như là nó bị nghiện đó mọi người. Thực sự mà nói là em là bị nghiện. Em bị nghiện lan. Em bị nghiện lan. Đúng không ạ? Lan, nghiện lan nó cũng giống như nghiện ma túy đó mọi người nha. Em thề với mọi người luôn, nghiện lan nó cũng không khác gì nghiện ma túy. Đúng không ạ? Nghiện lan nó không khác gì nghiện ma túy, không khác gì nghiện thuốc lào luôn. Không bao giờ bỏ được. Đấy. Còn em nói với mọi người, ví dụ như là những người mà chỉ đơn thuần thôi, đúng không ạ? Không có vườn lan,
đúng không ạ? Những người không có vườn lan, những người đơn thuần không có vườn lan và chỉ bỏ tiền vào để đầu tư, để kiếm tiền, mong muốn có tiền, thì Lê Kim Thành chắc chắn một điều luôn là khi mà thị trường nó rớt xuống, cây nó bị sập xuống, đúng không ạ? Thị trường nó rớt giá, thị trường nó không còn giá thì đảm bảo mọi người là sẽ bỏ của chạy lên người, đúng không ạ? Vì họ sẽ bỏ đến một cái chân trời nào có tiền, đúng không ạ? Họ sẽ bỏ đến những cái chân trời nào có tiền để họ làm kinh tế, đúng không ạ? Họ làm kinh tế. Mọi người thấy đẹp thì chia sẻ cho một like nhá. Mọi người thấy đẹp thì mọi người hãy bấm like fanpage và chia sẻ giúp cho em nhá. Bấm theo dõi và like fanpage nhá. Đây. Em có 100 mắt Bảo Duy và gần 200 mắt Bạch Tuyết. Rồi, còn lại HO nhá mọi người nhá. Đây nữa. Đây là toàn bộ Bạch Tuyết là nó đã lên rồi này, đã nhú rồi này. Đấy, như cái này là nhú rồi này. Đó. Như mấy cái này là nhú rồi nè. Riêng mấy cái này là em để như vậy không tưới nhá. Đấy. Đây. Đây là ươm khác. Ok anh, em sẽ tặng anh Hà Phạm một mắt, nhưng mà không có tên nhá. Em sẽ tặng anh Hà Phạm một mắt không có tên nhá. Xin chào 43 người đang xem, rất là tuyệt vời. Mặc dù là Facebook nó bốc tương tác nhưng mà em đã lên được 43 người xem rồi. Bây giờ lại lên 42 rồi, rất là tuyệt vời nha. Đấy, em đang thử nghiệm làm kỳ ở một cái phương pháp khác mà chưa thấy lên. Đấy. Bây giờ là những thời gian để mình thử nghiệm. Đấy, ví dụ như đây là mình làm kỳ bằng phương pháp chọc. Đúng không ạ? Chọc kỳ. Chọc thì thông thường nó lên nhanh hơn. Lên nhanh hơn nhưng mà nó có một cái hạn chế là gì ạ? Sau này ví dụ như thuốc nó nhiều này. Thuốc nó nhiều nó sẽ ảnh hưởng đến cái bộ gốc. Đấy, làm cho cái cây 52 nó sẽ không có đẹp. Làm cho cái bộ gốc nó sẽ không có đẹp. Đấy, mọi người thấy không ạ? Bộ rễ rất là phê. Rễ này thì bao phê luôn, không bao giờ mấy được. Đấy, mọi người thấy không ạ? Cái độ ẩm lúc nào ạ? Ví dụ như lúc nào nó cũng duy trì ở 80 độ, 80%. Đây là nhiệt độ là lúc nào em cũng để 27 độ. Và cái phòng này là em để toàn bộ là ươm kỳ cho mọi người nhé. Rồi, cho mọi người ra. Đây. Đây là ki. Đấy, đây là ki mà xuống từ trên thân cho mọi người nhé. Đây là hồng phấn. Hồng phấn cho mọi người nhé. Hồng mỹ nhân. Năm cái trắng cấu trúc. Bạch tuyết. Bạch tuyết rồi mọi người nè. Đấy. Cái quan trọng là chúng ta là nhân được giống và chăm được cây đẹp thôi. Còn lại ví dụ như là nếu mà giá nó có xuống thì chúng ta chăm cây đẹp và nhân giống được hiệu quả thì cũng không bao giờ mà đai được nhé mọi người nhé. Đấy. Ok mọi người nhá. Đây, năm cánh trắng xuyên đêm. Năm cánh trắng xuyên đêm nó đã xuống màu. Rất là đẹp. Nó hơi ngược sáng. Đây, để đây. Để nó phê. Năm cánh trắng xuyên đêm. Năm cánh trắng xuyên đêm tức là lúc nào nó cũng bay hết mọi người ạ. Đấy, lúc nào nó cũng bay. Bông này khá là đẹp này. Cái này thì idol Nguyễn Thế Chiên, Đỗ Thế Chiên. Đấy, chia sẻ cho Lê Kim Thành đây. Năm cánh trắng xuyên đêm. Cả nhà ai đặt gạch, ai đặt kỳ thì inbox cho Thành nha. Năm cánh trắng xuyên đêm nha. Đấy, mọi người muốn chơi thì đặt gạch nha. Rất là đẹp.
Nhìn cái mặt bông nó sáp rất là đẹp, rất là phê nhá mọi người nha. 5 cánh trắng xuyên đêm. Nó chơi được tới 1 tháng. Hơn 1 tháng luôn. Đấy. Phê không cả nhà ơi, phê không cả nhà ơi. Mọi người thấy phê không ạ? Năm cánh trắng xuyên màn đêm. Phê nhất của đất. Đây, em phải chụp lại. Phải chụp lại một phát. Rất là đẹp luôn mọi người ạ. Có nắng nữa thì thôi, tuyệt vời luôn. Rất phê. Đấy, mặt bông sáp luôn. Em là con nghiện rồi. Thực sự em là con nghiện. Cả nhà thông cảm nhé. Nghiện lan là dở rồi. Ok mọi người nhá. Rồi. Cho mọi người nhìn lại bông hồng mỹ nhân để em xuống like nhá. Hồng mỹ nhân quá phê luôn. Mọi người thấy phê thì bấm số 1 nhá. Cho em một like nhá. Ok, tùy cảm nhận mọi người. Mình thấy phê thì mình cứ nói là phê. Còn các bạn không thấy phê thì các bạn cứ nói là tê tê. Đấy, chứ đừng có dìm hàng em với tội. Nha. Ok, xin chào team Trần Anh. Xin chào Nguyễn Bá Hoàng, Đình Quang Anh. Ok, cảm ơn em nha. Cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn mọi người nha. Đấy. Tầm này mà mọi người không xuống tiền, không vào giống thì quá là phí nha mọi người nha. Tầm này mà mọi người không vào giống được thì Lê Kim Thành nói là không có bao giờ, không có tầm nào mà mọi người có thể vào giống được nha. Vì giá bây giờ nó rất là mềm. Đấy, rất là mềm. Đấy. Cơ hội thường thường đến ở những cái lúc mà khủng hoảng nhất nha mọi người nha. Còn cái lúc hưng thịnh rồi thì đảm bảo mọi người muốn mua thì cũng có, muốn làm cái gì thì cũng có. Đúng không ạ? Những người giàu, những người tỷ phú thì thường thường xuất hiện ở những cái lúc mà thời kỳ khủng hoảng của nền kinh tế, đúng không ạ? Thường thường những cái thời kỳ khủng hoảng của nền kinh tế thì hay xuất hiện những tỷ phú ngầm nhé mọi người nhé. Xin chào mọi người. Ok, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã vào bấm chia sẻ, bấm like. Mọi người vào bấm thích trang và bấm theo dõi trang giúp mình nha. Để mỗi lần mình lên like, chia sẻ giống các thứ thì mọi người có thể là tham gia ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào mọi người nhé.